Dù sao thì mình cũng từng chết rồi. Mình sẽ bắt đầu lại ở thế giới này. Con làm được mà Rudy. Mình có thể sống và làm việc như những người khác. Đừng lo, có chị ở đây rồi. Kể cả vấp ngã thì mình cũng sẽ đứng lên và tiến bước. Làm được rồi, tớ làm được rồi Rudy. Ngay cả một kẻ thất nghiệp vô dụng như mình, nhìn này Rudius, cũng có thể bắt đầu lại. Mình sẽ cố gắng hết sức ở kiếp này. Đón xem Thất nghiệp chuyển sinh trên kênh Animax.